Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Bạn đã bỏ phiếu bầu vào thùng thư, vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu lá phiếu có an toàn hay không? Liệu nó có được tính không? Tại quận Contra Costa, Tiến trình đếm phiếu bầu cử bắt đầu bằng một chiếc máy phân loại thư đặt trong một nhà kho được bảo mật kỹ lưỡng. Chiếc camera này sẽ chụp ảnh thông tin của cử tri và chữ ký của họ, đồng thời bảo đảm đây là phiếu bầu đúng loại. Mỗi ngày, phiếu bầu được đưa đến nhà kho này từ bưu điện và 37 thùng gửi xung quanh quận Contra Costa. Chiếc máy này có thể xử lý được 5.000 phiếu mỗi lần. Hệ thống tự động của chúng tôi sẽ chụp ảnh chữ ký và chúng sẽ hiển thị bên cạnh hồ sơ ghi danh bầu cử của cử tri. Cuối cùng, một người trong đội sẽ kiểm tra chéo chữ ký. Việc kiểm tra chữ ký và phiếu bầu sẽ được thực hiện ngay khi một viên chức kiểm soát ghi danh nhận được phiếu và 99% số phiếu bầu đều được thông qua. Theo luật tiểu bang thì vào ngày 19 tháng 10 tới đây, tức 2 tuần trước cuộc bầu cử, văn phòng ghi danh cử tri có thể mở phong thư và đếm phiếu. Hiện tại bây giờ, quận Contra Costa đang thực hiện kiểm tra khoảng 30.000 phiếu bầu bằng các máy quét phiếu tốc độ cao của họ, để bảo đảm rằng máy móc hoạt động bình thường và bảo đảm mọi quy trình được lập trình chính xác và số phiếu bầu được tích lũy cho đúng ứng viên. Và bạn không cần phải lo lắng về việc hệ thống này bị tinh tặc tấn công không có chiếc máy nào trong hệ thống này được kết nối với bất kỳ thứ gì bên ngoài căn phòng đó là một mạng lưới đóng nhà kho này là một khu vực an ninh cao chúng tôi có camera giám sát chúng tôi có hệ thống báo động chúng tôi còn tiến hành kiểm tra thẻ ra vào Quá trình đếm phiếu bầu sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 10 tại quận Contra Costa và kết quả sẽ được chuyển đến một ổ đĩa rời, sau đó được đăng tải lên hệ thống vào ngày bầu cử trong một căn phòng cách đó chỉ vài bước. Ông Scott Konopasek, phụ tá ghi danh bầu cử tại quận Contra Costa cho biết phiếu bầu của bạn sẽ được an toàn. Đây không thực sự là một hệ thống báo động hoành tráng, nhưng đây là một hệ thống hiệu quả. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.